quỷ cánh xa suy trồn cốc ca mê su mi cha ha cha ra về là mạnh y sĩ kho với năng sông ma dạ mi con xin quay như điều học và quỷ cánh xa suy tà hạnh mục sa hoa đa về là mạnh y sĩ kho với năng sông ma dạ mi con xin quay như điều học là quỷ cánh xa sự nói dối sura me ra yam cha pa ma đa tha na về là mạnh y sĩ kho với năng sông ma dạ mi con xin quay như điều học là quỷ cánh xa sự dạy du uống rượu và các chất sai. Panati bata we ramani sutta badang samariyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adana dana we ramani sutta badang samariyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca cara we ramani sutta badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayamachappamadathana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ni ma ni ban cha si ca bà đà ni sa tu căn ca toang ba ma đề na ni cha ca lăng samarak kỳ tao băng. Chư Phật tử sau khi thọ trì tâm quy vào ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải ráng nguyên giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. À ma phàn tê dạ xin vâng. Sì lê na su ca tinh doanh tì sì lê na phô ca sâm bác đai sì lê na nê phô tinh doanh tì tà sâm mai sì lăng ngụ sô thác dê. Các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhớ. Sa thu sa thu lành thai uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng qua rút ta mang bút thề vô khá lý tổ đồ sô bút thô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đu vi thằng quá rằng thâm mê vô ca li tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sanh khanh cha đu vi thô ta mang sanh khê vô kha li tô đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mít trở lại cho ngài Trị Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Sư Lạc Minh Mê Bụt
Tassa thu sari bhutto chadakkhine wa mang se mokkala no purato pirakatta yang bacchi me mama anando kina sa wa chatundisam Samanta loka bala chinda deva sa brahmakaya te sang anupave na sabbe phaya ubadhava aneta antaraya pivinasantu asem. Dạ, tôn Đức Phật ngự trên đầu vai mặt xá lợi Phật, vai trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên vô oai lực pháp màu, phù trì cả năm châu rủa ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. So a talato to be told, no, what a satanero, what to be told, is a hat up bay, yati pisa, a talatam. So be taveruna, what a satanero, gas to be tao, is a hat up bay, yati pite, a talata, so be taveruna, what a satanero, gas to be tao, what a hat up bay. Hệ nhà tị phiên cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả an thải. Sa thủ lành thai. Akasata cha phummata dewa naga matika unyang no anumodan tu chirang dakkhan tu sasanang Akasata cha phummata dewa naga matika unyang no anumodan tu chirang dakkhan tu no daru Akasata cha phummata dewa naga matika bốn nhân lô anu mô đàn tu chi rằng đặc khanh tu nhà ta vô a ca sát tha cha phùng mát tha đề hoa na ga mát thi ca bốn nhân lô anu mô đàn tu chi rằng đặc khanh tu bà ni nô a ca sát tha cha phùng mát tha đề hoa na ga mát thi ca bốn nhân lô anu mô đàn tu chi rằng đặc khanh tu nô xa đa chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thân mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phước đều chúng con hậu trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyện thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tận ngõ hầu bố sanh dặn kinh chi cu sa la cam mang cát tắp bằng ký ri dặn ma ma ca về na hòa cha ma na sa ti đa se su ra tăng ca tăng về sát ta san ni no a ti về cha sát ta san về cho ta ta nát cha nạn ti đề qua gần tòa ni huệ đại dâm sắp bề lô cầm hi về sắp ta chỉ quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sắp bề la phàm tu ma ma về ta xa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rồi với các hàng bởi nhờ thọ thực
sanh an mạng tường, sinh thâu phước báo cũng dược, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đăng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân đã quá vạn, thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta mê buôn nhân, a sa quất khá già quá hàng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã tân sạch lành này, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Tuy Đức đã truyền tâm quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Tuy Đức cùng chư Tôn Đức mong rằng phước này trợ duyên cho quý Ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm đạt được đạo quả giải thoát. Và phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến cho cô Kim Nhung. Mong rằng phước này trợ duyên cho cô cùng với gia đình cô luôn được bình an. Và bây giờ thời gian cũng nhiều phải lẽ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài Tuy Đức ạ. Nam mô Bụt Hài Ya, Nam mô Tham Mài Ya, Nam mô Sang Hài Ya. Kính lễ chư tôn trên đức tăng, chào quý ni cô, quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 55. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Uttamo Sappagaru Vichetthako Lo Kassasattha Chanadam Mokku Vido Vanda Mahantan Darappu Chanay Giác Gần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Tối Thượng Giáo Chủ, Trí Năng Vô Lượng, Tứ Đế Ngài Đã Tin Tưởng, Thông Minh Dạy Bảo, Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ quý giác tá sa sát tu nô lô ca nó mạnh thát sa quy nà kha rô cô sắp bà nhô bút thóc bà tí phù tí sành nhá tô hoàng đà má hành tầng nó rắp bù. Cái này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng, như lai khơi sáng vạt màng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá sá sa quá cô sách thà chú cà mô quá rá thầm má sách thá cô niên đà bá sân sa nà đá rô quá rô hoành đà má hành tần ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo trên ban Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nó tí á tê chê, nó thấy ca mê ê tu á, thá năng tá xà bí a nú phà quê, nó thá hát xà dê. Nó sẽ chặt tú, cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hài Ya. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Quý vị nghe âm thanh vừa phải hay là nhỏ hay là lớn, cho biết một chút rõ và liên tục ha. Hiện nay nghe âm thanh của Sika Mita cũng hơi bị đứt đoạn, cho nên cũng mong đừng có giống như những hôm trước đường sinh hoạt bị mất mạng. Quý vị cũng thông cảm ha.
Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 55. Câu đầu tiên: Chân đá năng tá gá răng hòa quý. Chân đá năng tá gá răng hòa bí. Chân đá năng tá gá răng hòa bí. Đọc lại lần nữa: Chân đá năng tá gá răng hòa bí. Câu số 2: Úp ba lần át thá quá sĩ sĩ kỳ ha quá sĩ kỳ chị kỳ hay là chị kỳ quá sĩ kỳ coi lại, bởi vì cái chỗ nào nghi ngờ là phải thắc mắc. Chữ quá sĩ kỳ, quá sĩ kỳ ý nghĩa chữ này à, quá sĩ kỳ giống như Mandika ta qua lại ha. Quá sĩ kỳ nói sao là trường âm ấp ba lần a tha quá sĩ kỳ, ấp ba lần a tha quá sĩ kỳ, ấp ba lần a tha quá sĩ kỳ. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Chành đá nặng ta gá rằng hòa bí ốc á thái ta gá rằng hòa bí hoa sĩ kỳ. Nặng ba kỳ đại quá ổn e gần e khá cha năng e tê ta tai si đi ta gần ổn gần thô rô ta lá gần thô á ê tê si lá hồ sa cha ta si lá gần của anh còn lại thì răng quang ác thao quá xe tê sân gần thá cha lô quang ốc ba la quá xí kỳ ta năng thô anh nô chẳng đăng đăng ta ngã răng hòa bí ốc ba lăng á ta hóa sĩ kỳ ê tê sẵn gần thá chà ta năng si đá gần thô á nô ta rô. À, căn đọc thứ hai, chúng ta dừng lại của câu số 2, hóa sĩ kỳ. Chẳng đăng đăng ta ngã răng hòa bí ốc ba lần át tha quá sĩ kỳ ê tê sang gần tha cha ta năng si la gần thô a nô ta rô chân đa năng ta ga rằng hòa bi ốc ba lần át tha quá sĩ kỳ ê tê sang gần tha cha ta năng si la gần thô a nô ta rô. Hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những bông hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Rồi bây giờ câu này tương đối rất là dễ kể, bởi vì câu tám từ, một
câu tám từ thì chúng ta chia ra làm 2, 4, 4. Nhưng mà cố gắng đọc một lần 2 câu ha, để cái âm điệu nó lên xuống, nó hòa quyện nhau. À, còn nếu mà chúng ta đọc từng câu một á, có nghĩa là khi đó cái câu đệ kệ đó nó nhiều chữ thì chúng ta đọc từng câu, còn nếu mà 8 từ như thế này thì chúng ta có thể đọc này, chia ra đọc một lần 2 câu mà. Chúng tôi đọc trước. Chân đa năng ta gan răng hoa phi ôm ba lăng á tha quan si kỳ ế tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nôn ta rồ chánh đa năng ta ga răng qua vị ôm ba răng á tha quan si kỳ ế tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nôn ta rồ. Đọc lại sao nghe cái giọng phải buồn ngủ ha, không hấp dẫn tí nào. Chánh đa năng ta ga răng qua vị ôm ba lăng á thao quan si kỳ ế tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nôn ta rồ. Rồi khó quá, hay là quý vị nghe buồn ngủ quá cho nên chỉ có mình xích mét tay xích kim đưa tay. Rồi xin mời quý vị tiếp tục ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc câu pháp cú 55. Chánh đa năng ta ga rằng hòa bi ấp ba lần a ta quát si kỳ ê tê sang gần tha cha ta năng si la gần thô anuttaro. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chánh trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta ga là 2 đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, bí đoạn âm, úp trường âm nhấn, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá là 2 đoạn âm, quát trường âm nhấn, xí đoạn âm, y trường âm thông thường. Chánh đa năng ta ga răng qua bí úp ba lăng á thá quát si kỳ. Con xin á đoạn âm, cha ta 2 trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, ganh trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á đoạn âm, nuốt trường âm nhấn, tá đoạn âm, rô trường âm thông thường, ê tê sang gành thát cha ta năng si la gành thô anuttaro. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Chánh đa năng ta ga rằng hòa bi ấp ba lăng
athawat siki ete sang gan tachata. Agarang wa bi uppalang athawat siki ete sang gan tachata rang sila gan tho anuttaro. Hoa chiên đàn và la, hoa sen, hoa vũ quý giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chánh đa năng ta. Dạ, cái giọng con bữa nay cũng, con xin kể lại. Chánh đa năng ta gà răng qua bị ấp ba lăng á tha quát si kỳ ê tê sang gân tha cha ta năng si la gân thô anuttaro. Dạ con đã đọc xong và kể xong, chỗ nào có sai sót thì xin Ngài Tế Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Tế Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị ơi, quý vị nghe tôi rõ không quý vị? Bình thường ha, nghe bình thường ha, rõ không? Trời ơi rõ. Trời mấy xịn mà. Phải nghe rõ chỉnh lại rồi, trời ơi. Kỳ này là hết sảy luôn đó, nghe rõ ha. Rồi bắt đầu trả bài. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 55 ạ. 55, 55, 55, whatever. Chành đá nằng ta ra rằng hòa khi ách ta lằng á tha quát si kỳ ê tê sang gần tha cha ta năng si lá gần thô anuk ta rô chành đa năng ta ra rằng hòa phi áp ta lằng á tha quát si kỳ ê tê sang gần tha cha ta năng si lá gần thô anuk ta rô chành đa năng ta ra rằng hòa phi áp ta lằng á tha quát si kỳ ê tê sang gần tha cha ta năng si la gần thổ anuttaro. Phân tích câu số 1, câu số 2. Chanh trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, bí trường đoạn âm, bí đoạn âm. Phân tích câu số 2. Trường âm nhắn, á đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá hai đoạn âm, quát trường âm nhắn, xí đoạn âm. Xí này giống như ta xí được cái từ ha, xí xí cái này xí cái kia, kỳ 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 giống như chó kỳ kỳ vậy nghe, kỳ kỳ. Ủa, kỳ là trường âm thông thường, hồi nãy con đọc là kỳ hay kỳ ta, xí kỳ. Trời, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đọc lại câu 1, câu 2. Rồi đọc câu 3, câu 4. Và phân tích câu 3, câu 4. Chành đá nằng ta ra rằng hòa phi ách ba lằng ách ta quát si kỳ ê tê gần tha cha ta nằng si lá gần thồ anuk ta rồ. Phân tích câu số 3. Ê tê hai trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan trường âm nhắn, thá đoạn âm, cha ta năng, cha ta hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, gan trường âm nhắn, thô trường âm thông thường, á đoạn âm, nút trường âm nhắn, tá
đoạn âm, rô trường âm thông thường. Cái câu này có nhiều chữ mà con Việt Nam hay dùng, nó có những cái đặc biệt vui lắm. Con bị phân tâm ha, thôi tập trung rồi đọc cho đàng hoàng. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài. Tiếp đến là ca kệ và dịch tiếng Việt Nam. Ê tê sang ganh tha cha ta năng, xì lá ganh thô á núc ta rồ. Ganh đằng ta ra rằng, hòa phi ấp ta lằng á tha quát si kỳ. Ê tê sang ganh tha cha ta năng, xì lá ganh thô á núc ta rồ. Chành đa nặng ta ra rằng hòa phi ấp ba lần á tha quát si kỳ. Ê tê sang ganh tha cha ta năng, xì lá ganh thô á núc ta rồ. Chành đa năng ta ra rằng hòa phi ấp ba lần á tha quát si kỳ. Ê tê sang ganh tha cha ta năng, xì lá ganh thô á núc ta rồ. Chành đa năng ta ra rằng hòa phi ấp ba lần á tha quát si kỳ. Ê tê sang ganh tha cha ta năng, si la ganh thô a nục ta rô. Hoa chiên đàn, già la, hoa sen, hoa vũ quý, với những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư, còn có sai gì sư sửa cho con nghe sư. Quý vị nghe, cái sai gì quý vị sửa cho tôi nha quý vị. Đó, có người cho nước uống nữa, bông hoa nữa. Một em, hai em, ba em vỗ tay. Toàn phe ta vỗ tay không à? Không phải phe ta, không vỗ tay vỗ chân gì hết. Cho bông hoa, cho bông hoa đâu thích bông hoa giả không à. Nói chơi vậy thôi, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa và vỗ tay vỗ chân. Tôi thì phúng nữa, vỗ tay nữa. Dạ, xin mời, hình như là kế đến là Thiên Vũ không? Không chắc, để coi coi. Cái này còn không được. Dạ mời quý vị kế tiếp nha. Xin cảm ơn quý vị nha. Chúc quý vị một ngày ăn vui. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và cách đọc cô pháp cú số 55. Chanh đa răng ta ca răng hòa pi úp ta lăng a tha quát si kỳ. Ê tê sang gần tha cha ta năng si la gần hồ an ta rô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Chanh, trường âm nhấn. Đá, đoàn âm. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, gá, hai đoàn âm. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hoa, trường âm thông thường, tí, đoàn âm. Úp, trường âm nhấn, bá, đoàn âm. Lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, thá, hai đoàn âm. Quát, trường âm nhấn, xí, đoàn âm. Kỳ, trường âm thông thường. Chanh, đa năng, ta ga răng, quà, pi, úp, ta lăng, á, thá, quát, xí, kỳ. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ê, tê, hai trường âm thông thường. Xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gan, trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Cha, ta, hai trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Si, trường âm thông thường. Lá, đoạn âm. Gan, trường âm nhấn. Thô, trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Nút, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Rô, trường âm thông thường. Ê tê sang tha cha ta năng si la gan a nút ta rô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 55. Chân ta năng ta ga răng qua pi úp ta lăng a tha quát si kỳ. Ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nút ta rô.
chân đa năng ta ga răng qua pi up ba lăng a tha quát si kỳ ê tê sa văn tha cha ta năng si la gan thô anut ta rô hoa chiên đàn già la hoa sen hoa vũ quý giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài. Chân đa năng ta ga rằng hòa bi úp ba lăng a tha hoa si kỳ tê tê sang gần tha cha ta năng si la gần thổ anuttaro. Con xin phân tích. Chân là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, úp là âm nhấn, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, kỳ là trường âm thông thường. Chân đa năng ta ga rằng hòa bi úp ba lần Athawasiki. E, T là hai trường âm thông thường. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gan là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm. Cha, ta là hai trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Si là trường âm thông thường. Lá là đoạn âm. Gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anuttaro. Hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chân đa năng ta gà răng hoa bi úp ba lăng a thả hoa si kỳ tê tê sang gan thả cha ta năng si la gan thô a nút ta rô. Dạ, con đã đọc và kể phân tích xong. Con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, quý chư tăng và các cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, xin đọc câu pháp cú số. Cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Chàn đa năng ta ga rằng hòa ti úp ba lăng a tha hoa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nút ta rô. Chàn đa năng, dạ xin sám hối. Chàn đa năng tô ga rằng hòa ti úp ba lăng a tha hoa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nút ta rô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chàn đa năng ta ga rằng hòa pi úp ba lăng a tha hoa si kỳ. Chàn là trường âm nhấn,
Đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, gá hai đoạn âm. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Qua, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Úp, trường âm nhấn. Pá, đoạn âm. Lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, thá hai đoạn âm. Quát, trường âm nhấn. Xí, đoạn âm. Kỳ, trường âm thông thường. Chàm đá năng tá gà răng. Dạ, xin sám hối đó. Chàm đá răng tá gà răng. Và pi úp pa lăng á thá quá xí kỳ. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê tê sang gàn thá chà tà năng xì la gàn thô á nút tá rô. Ê tê là hai trường âm thông thường. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gàn là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm. Cha ta hai trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Si trường âm thông thường. Lá đoạn âm. Gan là trường âm nhấn. Thô trường âm thông thường. Á đoạn âm. Nút trường âm nhấn. Tá đoạn âm. Rô trường âm thông thường. Ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anút ta rô. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 55. Chàm đa năng ta gà răng hoa tí úp pa lăng á tha quá xí kỳ ê tê sang gàn tha cha ta năng xì la gàn thô á nút ta rô. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Đây là bản dịch của Hoàng Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kể ạ. Chàm đa năng ta gà răng hoa pì ụp ba lăng á thà hoa si kì ê tê sang gán thà cha ta năng si la gán thô a nút ta rô. Chàm đa năng ta gà răng hoa pì ụp ba lăng á thà hoa si kì ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nút ta rô. Dạ con đã đọc kệ phân tích và đọc về câu pháp cú số 55 xong ạ. Con kính tri ân sư trí đức, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chứng sửa giùm con. Cảm ơn tâm hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Con xin xuống mic. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính và quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sitmita, cảm ơn thiền vũ và cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết âm thanh rõ. Và hôm nay con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 55 ạ. Chân đa năng ta ga lăng hoa bi úp ba lăng a tha wa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a mút ta rô. Chân đa năng ta ga lăng hoa bi úp ba lăng a tha wa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a mút ta rô. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chân đa năng ta ga lăng hoa bi úp ba lăng a tha wa si kỳ. Dạ, câu số 1. Chân là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá rá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Qua là trường âm thông thường, bí là đoạn âm. Và câu số 2, úp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, thá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ki là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ê tê sang gan tha cha ta năng y la gan thô anut ta rô. Và câu số 3. Ê tê là hai trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn,
Thá là đoạn âm, cha ta là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, ganh là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, đức là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Và con đọc lại. Chần đa năng ta ga rằng hòa bi ức ba lăng a tha wa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anuttaro. Chần đa năng ta ga rằng hòa bi ức ba lăng a tha wa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anuttaro. Hoa chim đàn và la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thường. Đó là bản chuyển đổi chữ Việt của Hòa Thượng Thích Nhất. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 55. Chân đã năng ta gà răng qua bi ức ba lăng a tha wa si ki ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thu a đụt ta rô. Dạ con đã phân tích và đã đọc xong, con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa đây dùm con. Và con có cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và bây giờ con xin mời bạn kế tiếp là con xin mời Bồ Tina. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 55. Chân đa năng ta ra ca răng hòa phí úp ba lăng áp tha hoa si ca si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thù anuk ta rô. Chân đa năng ta ca răng hòa phí úp ba lăng áp tha hoa si kỳ ê tê sang tha cha năng si la gan thù anuk ta rô. Phân tích câu 1 và 2. Chân là trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hoa trường âm thông thường, thí đoạn âm, úc trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá hai đoạn âm, quá trường âm nhấn, xí đoạn âm, khi trường âm thông thường. Chân đa năng ta ga răng hòa phí úp ba lăng áp tha hoa si kỳ. Câu 3 và 4. Ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thù anut ta rô. Ê tê hai trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan trường âm nhấn, thá đoạn âm, cha ta hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, canh trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, tá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô á nút ta rô. Chân đa năng ta ra gan hòa phí úp pa lăng á tha hoa si kỳ. Ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô á nút ta rô. Hoa chiên đàn và la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chánh đa năng ta ga răng hoa phi ôm pa lăng á tha hoan si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nun ta rô. Chân tha năng ta năng hòa bi ôm ba lăng á tha quan si kỳ ê tê sang gan tha cha tha năng si la gan thô a nun ta rù.
xin ngài bạch. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Khai, dạ. Dạ, con kính ảnh lễ Thí Đức, con kính ảnh lễ Tri Tôn Đức Tăng Ni, con kính lễ các cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng, đạo con xin chào bài. Chandanang tagarang wa pi uppalang atha wasiki siki ete sangam thachan tanang sila gantho anuttaro chandanang tagarang wa pi uppalang atha wasiki ete sangwa ete sangam thachan ta năng si la gan tho anuttaro chanda tăng chanda năng ta ga lang va pi utta lang atha si kỳ e te sang gan tha cha ta năng si la gan tho anuttaro chan từ âm nhấn đá đoạn âm năng trường âm đọc theo dạng nguyên âm tá giá hai đoạn âm văn trường âm đọc theo dạng nguyên âm qua trường âm thông thường bí đoạn âm ức trường âm nhấn bá đoạn âm lăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm á đoạn âm thá đoạn âm was trường âm nhấn xí đoạn âm khi trường âm thông thường chàn đa năng ta ga rằng hòa bi úc ba lăng a tha wa si kỳ e tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nu ta rô e trường âm thông e tê hai trường âm thông thường sang trường âm đặc tây dạng nguyên âm gan trường âm nhấn thá đoạn âm cha ta hai trường âm thông thường năng trường âm đặc tây dạng nguyên âm si đoạn si trường âm thông thường lá đoạn âm cam trường âm nhấn thô trường âm thông thường á đoạn âm đút trường âm nhấn tá đoạn âm vô trường âm thông thường e tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anuttaro chan đa năng ta rằng hòa bi úc ba lần a tha wa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anuttaro ha thiên đàn già la hoa sen hoa vũ quý giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng bản dịch là thượng thích minh châu chanda năng ta ga lăng hoa bì Upalang Atthawasiki Ete Sangam Thajatanam Silaganto Anuttaro. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng chính sửa. Dạ con xin mít lại cho Giang Nhật. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Khai, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 55 ngày hôm nay ạ. Chanh đa năng ta ga răng hoa bi úp ba lăng a tha wát si kỳ e tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anuttaro. Chanh đa năng ta ga răng hòa bi úc ba lăng a tha quát si kỳ e tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anuttaro. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chanh đa năng ta ga răng hòa bi úc ba lăng a tha quát si kỳ. Chanh là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, tá, gá là hai đoạn âm, răng
là trường âm đọc theo giọng âm, qua là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, úp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, thá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, kỳ là trường âm thông thường, chành đa năng ta ga răng hòa bí úp ba lần á tháo quát xí kỳ. Và câu số 3 và câu số 4. Ê tê sang gần tha cha ta năng si la gần thô anút ta rô. Ê tê là hai trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gần là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, cha ta là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anút ta rô. Dạ con xin đọc lại ạ. Chành đa năng ta ga răng hòa bi úp ba lăng á tha quát si kỳ ê tê sang gần tha cha ta năng si la gần thô anút ta rô. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chánh đa năng ta ga răng hòa bi úp ba lăng á tha hòa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anu ta rô. Chánh đa năng ta ga răng hòa bi úp ba lăng á tha hòa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anu ta rô. Kệ xong có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Và cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Con xin mời Sis Quang Thanh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Là con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 55. Chần đa năng ta ga rằng quả bi úp pha lằng át a thà quát phi kỳ ê tê sằng gần tha cha ta năng si la gần thổ anút ta rô. Chần đa năng ta ga rằng quả bi úp pha lằng a thà quát phi kỳ ê tê sằng gần tha cha ta năng si la gần thổ anút ta rô. Dạ con phân tích câu 1 và câu 2. Chần đa năng ta ga rằng hòa bi úp pha ba pha lằng a tha hòa quát phi kỳ. Chân là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá cá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, úp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, thá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, kỳ là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Ê tê sang gần tha cha ta năng si la gần thô anút taro. Ê tê là hai trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, cha ta là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si
là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, tán là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Chăn đa nàng ta ga rằng hòa bi úp ba lằng a thà quát si kỳ ê tê sang gần tha cha ta nàng si la gần thô anuttaro. Hoa trên đàn giả la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy dương hới dương giới hương là vô thượng. Dạ con xin kệ. Trần đá năng ta gà răng hoa biêu bao. Con xin xăm hối. Con xin kệ lại. Chẳng đa năng ta gà răng hoa bi úp ba lăng a thả quát si kỳ ê tê sang gân thả cha ta năng si la gân thô a nút ta rô. Chân đa năng ta gà răng hoa vi úp ba lăng a thả quát si kỳ ê tê sang gân thả cha ta năng si la gân thô a nút ta rô. Dạ con đã đọc xong và kệ xong, phân tích xong, con có sai mong Ngài Trí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic. Dạ con kính mời vị ký tiếp ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khe Giá. À, không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không ạ? Dạ, xa thú, xa thú. Dạ. À, trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Còn thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Xin thân chào Đại Đức, Đại Đức. Và xin thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Dạ, giờ đây chúng con xin được đọc câu Pháp Cú số 55. Tần đắc năng ta lăng và phí ốc ta lăng á tâm và quát xích kỳ ê tê sang gần khách trà tàn năng tì lá gần tổ á nốt á hồ. Tần đắc năng ta lăng và phí ốc ta lăng á tâm quát xích kỳ ê tê sang gần khách trà tàn năng tì lá gần tổ á nốt á hồ. Tần đắc năng ta lăng và phí ốc ta lăng chân đắc năng ta lăng và phi ốc ta lăng ác quá si kỳ ê tê sang tâm thất ta tam năng si la gần thô ác nốt ta hồ. Hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ý giới hương là vô thượng. Và đây là bản dịch của ngài Hòa Thượng Châu. Xin mời quý vị tiếp tục. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng.
Cho nên con xin đọc câu quốc cú số 55 ạ. Chành đá nằng tá gá rằng và bí út ba lần á thá quá xí kỳ ê tê sằng gàn thá chà tà nà xì lá gàn thô á nút tá rô. Chành đá nằng tá gá rằng và bí út ba lần á thá quá xí kỳ. Chanh là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và là trường âm thông thường, bí là đoạn âm. Câu số 2, úp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át á á là á thá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, kỳ là trường âm nhấn. Ê tê sang gan thá cha ta năng xì lá gan thô an út tá rô. Ê tê là hai trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gan là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, cha ta là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Chanh đá tá gá rằng và bí út ba lần á thá quát si kỳ ê tê sang gan thá cha ta năng si lá gan thô á nút tá rô. Chanh đá năng tá gá rằng và bí út ba lần á thá quát si kỳ ê tê sang gan thá cha ta năng si lá gan thô á nút tá rô. Hoa chiên đằng già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy dưới hương là vô thượng. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cỡ. Chanh đa năng ta ha ga răng hoa bì ô pa lăng á ta hoa si kỳ ê tăng ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nu ta rô. Chán ta năng ta gà răng hoa bì ô pa lăng á tha hoa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nu ta rô. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Xin cảm ơn Văn Thanh đã post bài. Dạ xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng, con xin được đọc tiếp. Câu pháp cú 55. Dạ, con xin đọc. Chanh đa nặng ta ga rằng và bi ấp ba lần a tha wa si kỳ e tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anuốt ta rô. Chàn đa năng ta ga răng hoa bi ấp ba lăng a tha wa si kỳ e tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô anuốt ta rô. Dạ con xin được phân tích 4 câu liên tục. Chàn là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá gá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, úp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, xí đoạn âm, kỳ là trường âm thông thường. Dạ, con phân tích tiếp câu 3, câu 4. E, T là hai trường âm thông thường. Sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Lăng là trường âm nhấn, Thá là đoạn âm, Cha, Ta là hai trường âm thông thường, Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Si là trường âm thông thường, Lá đoạn âm, Găng trường âm nhấn, Thô trường âm thông thường, Á đoạn âm, Nuốt trường âm nhấn, Tá đoạn âm, Rô trường âm thông thường. Dạ, thưa con xin được đọc lại. Chan đa năng ta ga rằng hòa bi ấp pa lăng a tha hoa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nốt ta rô. Chan đa năng ta ga rằng hòa bi ấp pa lăng a tha hoa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thô a nốt ta rô. Hoa chiên đèn già la. Hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân sư, kính tri ân đạo tràng. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh đã bót bài. Dạ con xin xuống mít, xin nhận cho việc kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức. Con thành kính đến lễ Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú câu số 55. Chan đa năng ta ga rằng hòa pi úp pa lăng a tha hoa si kỳ e tê sang gần tha cha ta năng si la gần thô an nút ta rô. Hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Dạ con xin kệ. Chan đa năng ta ga rằng hòa pi úp pa lăng a tha hoa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan tho a nu ta ro. Chan đa năng ta ga rằng hòa pi úp pa lăng a tha hoa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan tho a nu ta ro. Chan đa năng ta ga rằng hòa pi úp pa lăng a tha hoa si kỳ ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan tho a nu ta ro. Dạ con xin hát, con xin chúc mít, xin mời người tiếp theo ạ. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đức tự đức. Dạ cảm ơn chị Meta, cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn Gina cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài. Dạ Nam mô Bích Hà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Trang, đại đức tỷ đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phục hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và còn vị nào ôn bài nữa thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay. Dạ nãy giờ trước máy nên kính mong đạo tràng phan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ chưa có bằng tay thì con xin phép được trả bài ạ. Ồ, cảm ơn Quang Thanh nha.
chàn đa năng ta ga răng qua bi ấp ba lăng a tha qua si kỳ ệ tê sang gan thạch cha ta năng si la gan thơ anut anut ta rô chàn đa năng ga ta răng qua bi ấp ba lăng a tha qua si kỳ ệ tê sang gan thạch cha ta năng si la gan thơ anut bát Anuttaro. Cho con xin đọc thêm lần nữa. Chàn đa năng ga ta răng qua bi ấp ba lăng a tha quát si kỳ ê tăng ê tê sang gan tha cha ta năng si la gan thơ Anuttaro. Con xin phân tích như bài luôn ạ. Chanh trường âm nhấn, đá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá rá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, bí đoạn âm, úp trường âm nhấn, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá hai đoạn âm, quách trường âm nhấn, xí đoạn âm, kỳ trường âm thông thường, ê tê hai trường âm thông thường, săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ganh trường âm nhấn, thá đoạn âm, cha ta hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, ganh thô ganh trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, tá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Chàn đa năng ta ga răng qua bi ấp ba lăng a tha qua si kỳ ê tệ sang gan tha cha ta năng si la gan thơ anut ta rô chan đa năng ga ta răng qua bi ấp ba lăng a tha qua si kỳ tệ tệ sang gan tha cha ta năng si la gan thơ anut ta rô. Cảm ơn thiền ngũ. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thường. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con kính thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con sửa ạ. Con xin được kệ. Chành đã năng ta gà rặng qua đi ở ba lăng a thà quạt si kỳ ở trẻ sân gian thà cha ta năng sĩ la ganh thơ à nuốt ta rô chành đã năng ta gà rặng qua đi ở ba lăng a thà quạt si kỳ ê tệ sang gan thà cha ta năng sĩ la gan thơ à nuốt ta rô. Dạ con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Ngọc Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính dâng mít đến đạo tràng ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, giọng kinh, giọng kệ, vị nào đọc cũng hay ha. À, rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Rồi, chuyên sự, câu Phật ngôn 54, 55. À, câu đầu tiên, chân đá năng ta gá răng hòa bi. Chân đá năng ta gá răng hòa bi. Chữ chân đá năng do cái từ chân đá na, nó là một danh từ trung tính ha. A kran ta na bum sát linh gá. Chân đá na được chia theo đối các số ít đối trị giao quỷ pháp thì có quá trình á, cho nên chân đà na biến thành chân đá năng. Chân đá năng là gỗ trầm hay là hương trầm, gỗ trầm hay là hương trầm. Rồi
chữ ta gác răng, ta gác răng, ta gác răng thì ở đây nó do cái từ ta gác ra, nó cũng là một danh từ trung tính, ác răng ta nó cùng sắc hình ra, nhưng mà nó được chia theo đối cách số ít đối trị giao và phát triển có quá trình ạ, cho nên ta gác ra biến thành ta gác răng. Ta ga răng là ở đây dịch là gì? Già la hả? Già la. Mà ở trong này chỉ để nguyên cái danh từ của nó, tức là gỗ ta ga ra. Gỗ ta ga ra. Trên một loại gỗ mà dịch là già la. Hoa chiên vàng tức là coi như gỗ trầm ha, rồi già la tức là tá gá rá. Chữ già la này đừng có nghĩ là ô mấy ông già la nha, mà nó là một cái từ từ riêng của nó. Chữ già la tá gá rá. Chữ qua bí, qua bí hoặc ngay cả, hoặc ngay cả qua chiên đàn này, qua già la này, thì chữ qua bí là hoặc ngay cả. Rồi câu số 2, Úc ba lần a tha quá sách si kì. Úc ba lần a tha quá sĩ kỳ. Chỉ Úc ba lần do cái từ Úc ba la. Úc ba la nó là một danh từ trung tính, a lần ta nó phung sắc cái lĩnh cá, và được chia theo đối cách đối trị giao và phát triển có quá trình ha. Cho nên Úc ba la biến thành Úc ba lần. Úc ba lần là hoa sen. Úc ba lăng là hoa sen, hay là chữ ba đu má cũng là hoa sen. Rồi a tha là rồi thì, đây là một nguyên từ ha, rồi thì và vân vân. Rồi wasiki, đây là một danh từ nữ tính ha. Y cần ta ít thì linh ra Washiki có nghĩa là hoa lài. Hoa lài mà ở ngoài Bắc người ta không gọi là hoa lài, mà gọi là hoa nhài. Tiếp tục câu số 3. Câu số 3, Ê tê sang ganh thác cha ta năng. Ê tê sang ganh thác cha ta năng. Câu số 3, chữ ê tê sang do cái từ ê ta, đây là một đại từ trung tính ha. Nhưng mà chữ e tá này được chia theo sở hữu cách số nhiều, chát thí, quỳ phá thí, phổ hữu qua chẳng hả. Cho nên e tá biến thành e tê sân của những thứ đó, của những vật đó, của những thứ đó, của những vật đó. E tê sân. Rồi, ganh thác cha ta năng. Ganh thác cha ta năng do hai từ ha. Ganh thác nó là một danh từ nam tính, ác răng ta phụng rình ga. Ganh thác là hương thơm. Cha ta năng. Cha ta năng do cái từ cha ta. Và cha ta đi, nó là một cái dạng quá khứ phân từ.
cha ta năng đã sanh ra, đã hiện hữu. À, như vậy thì danh thác cha ta năng, à, cha ta năng nó đứng trong cái dạng sở hữu khác ha. Chắc là cha ý vừa phát thi bảo hữu quá trời nã. À, cho nên cha ta biến cha ta năng. Danh thác cha ta năng là của các loài có hương thơm, của các loại có hương thơm. Danh thác của các loại có hương thơm. Rồi, và câu cuối cùng, si lá ganh thô anuttaro, si lá ganh thô anuttaro. Si lá ganh thô do cái từ si lá cộng với ganh tha. Si lá đây là một danh từ trung tính. Akran tanapum sakalinga, si lá là giới hạnh, giới đức. Ganh thô do từ ganh tha. Ganh tha nó là một danh từ nam tính. Akran tanapum sakalinga. Và ganh tha ở đây nó đứng làm chủ từ su ích. Bạch tham á, ê cao quá chá ná quỳ khoa tí. Cho nên ganh tha biến thành ganh thô. Vậy thì ganh thô là hương thơm ha. Si lá ganh thô có nghĩa là hương của giới, hay là giới hương. Hương của giới hay là giới hương. Rồi, chữ cuối cùng, Anuttaro, Anuttaro, do cái từ Uttara mà chúng ta thấy tiếp đầu ngữ Anh nó ở phía trước có nghĩa là không. Uttara có nghĩa là cao hơn, à, vượt trội hay là cao thượng. Anuttaro, Anuttaro nó đứng làm chủ từ ha, chứ do từ Uttara. À, Bạch Tham Á, ngày câu quá chân là quỷ phát tí, cho nên Uttara biến thành Uttaro. Ở đây Anuttaro là không có gì cao hơn nữa, à, không có gì cao hơn nữa hay là vượt trội, vượt trội hay là không có gì cao hơn nữa. Câu Phật ngôn 55 cho chúng ta một ý nghĩa. Gỗ trầm, gỗ tá-ca-ra hoặc ngay cả hoa sen và hoa lại, trong số các loại có hương thơm này, hương thơm của giới là vượt trội. Gỗ trầm, gỗ tá-ca-ra hoặc ngay cả hoa sen, hoa lại, trong số các loại có hương thơm này, hương thơm của giới là vượt trội. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này, à, hương sen, hương lý, hương trầm, già la cùng với chiên đàn thắng hương, dấu thơm nhưng chẳng phi thường, hơn người đức hạnh so lường dễ đâu. Hương sen, hương lý, hương trầm, già la cùng với chiên đàn thắng hương, dẫu thơm nhưng chẳng phi thường, hơn người đức hạnh so lường dễ đâu. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: hoa chiên được đàn và lá, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Hoa chiên đàn và lá, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Alo, trong vấn đề tự vấn quý vị thấy có cái từ nào rắc rối?
Hello, thôi im ru hả? Im ru thôi, bây giờ đi qua bên bên duyên sự. Rồi chúng ta thảo luận về hai câu Phật ngôn 54, 55. À, trong duyên sự giữa hai câu Phật ngôn này, Đức Thầy đã sáng về chùa Kỳ Viên và cho Ngài Ananda. Ngài Ananda thắc mắc ngược gió, ngược lại chiều gió thổi, hương hoa không bay nổi, dầu là đà đai nhà la chiên đàn mặt lị hoa, chỉ có hương dưới đất khóc phương trời bay xa. Nhưng mà câu Phật ngôn 55 này, chiên đàn đa già la, thanh liên vũ quý hoa, sánh các hoa ấy hội thượng vậy. Hai câu Phật ngôn này, Phật dạy Ngài Ananda thắc mắc, Ngài hỏi: một buổi chiều nọ, Ngài Ananda, quý vị biết Ngài Ananda là alo, bây giờ viết cái tên của Ngài Ananda, tên của Ngài, quý vị biết thử có đúng không? Ngài Ananda. Đây là một cái vị cùng đi xuất gia trong dòng họ Thích Ca. Ananda đi xuất gia một lần, năm vị hoàng tử dòng họ của Sakya, tức là có hứa với nhau rằng trong gia tộc của mình và có người đi xuất gia để bảo vệ, để hậu thuẫn cho Đức Phật. Thì năm người đi sau cùng, đó là Ngài Ananda, Anuruddha là 2, Phagu là 3, Kimbila là 4, Devadatta là 5. Alo, bây giờ quý vị coi như nói một mà nhớ tới bốn đi. Bây giờ quý vị ghi dùng để coi, quý vị coi như đọc Bali ao ao. Nhưng mà giờ năm vị hoàng tử này, năm vị trong dòng họ Thích Ca này, quý vị viết sao cho đúng chữ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, năm vị. Rồi, quên hết rồi, đọc cho quý vị biết ha. Một, Ngài Ananda. Hai, Anuruddha. Ba, Phagu. Thứ tư, Kimbila. Thứ năm, Devadatta. Rồi, nhớ chưa? Năm vị hoàng tộc đi tu, nhưng mà là vua là chúa, nhưng mà xuất gia sau cái ông thờ cạo, cái ông mà cạo tóc, ông đi theo để mà coi như sai vặt á, tùy tùng để mang đồ đạc cho năm vị hoàng tử này. Nhưng mà khi mà quý vị này bảo ông ta về, đem đồ đạc về trình lên cho hoàng tộc biết rằng năm vị này đi xuất gia, thì ông ôm đồ đạc tươi trang, ông đi một đoạn, ông nghe ô cái dòng Thích Ca này dữ lắm, khi mà sách nó ôm đồ đạc về, nó mình giết mấy cái cộng hoàng tử này, mình lấy trộm đồ này thôi không được đâu. Ông là cạo Upali này, ông mới mang hết tư trang đồ đạc của hoàng tộc lên một cái cây, rồi các ông chạy theo,
ông chạy theo cái ố mấy kia, ố sao giờ sao mà lại chạy theo không không đem đồ đặc tư trang vậy? Nói thôi, đồ đặc tư trang quý ngài thì đang vứt bỏ, coi như nước miếng mà đánh nhổ ra, nước bọt ra nhổ ra mà bảo dù mà phải liếm lại cái nước miếng thôi sao? Thôi không chịu đâu, thôi mấy ông đi tù, tụng đi tù à. Rồi ông Upali này đi theo tù, và khi mà ngài Ananda đối diện Đức Phật thì mới nói rằng dòng họ Thích Ca là một cái dòng họ ngã mạn, nó là tự cao. Thôi bây giờ để cho cái ông thợ cạo này nè, ông là một cái người mà có giai cấp thấp, nhưng mà cho ông tu trước đi, để ông làm siêu huynh, để dần bớt cái sự ngã mạn của năm ông hoàng tử này. Đức Phật đồng ý, và ông Upali đó sau này trở thành một cái vị luật sư rất là nổi tiếng trong giáo pháp của Đức Phật, và đứng ra phân xử những cái vụ án trong tăng đoàn. Rồi năm người mà viết được có hai, mà viết hai cũng chặt luôn, trời đất ơi. Anuruddha chữ hai chữ D chân và hai chữ T xin nhật quỳnh bất giới xí hồng mai hàng gì, hai người cũng xong. Anuruddha mời cả hai D quá đá cá thì dễ quá, mỗi lần nhớ ăn cơm ăn chay là cái nhớ nhớ tới cái vị này Đề Quả Đạt Tha, Anuruddha, đúng rồi. Rồi mới có ba, còn hai nữa, còn hai nữa, hai vị kia cũng rất là giỏi, mà hai vị kia thì hay đi chơi cũng chung với là ngài Anuruddha. Không phải cái ông này là ông quậy. Đề Quá Đá Tá mấy ông này ông quậy, còn hai vị kia là ai đây? Hai vị kia tức là Phagu và Kim Pila. Phagu và Kim Pila chịu phá gu, chịu phá là bê bò chứ không phải bê phở, bê bò. Và gũ là Kim Pila. Kim Pila. Rồi, xà tu xà tu. Rồi, học một mà chúng ta nhớ tới bốn ha. Xà tu xà tu. Bởi vì khi mà đụng chuyện á, thì chúng ta nói chuyện có dây mơ rễ má cho nên nó mới hấp dẫn, chứ còn chúng ta đơn thuần đơn phương nói ra chỉ có một là người ta thắc mắc cái ông kia bà có ông này không thôi mình cho qua. Rồi thì một ngày anh đã ngồi một nơi thanh vắng, bỗng nhiên mới nghĩ rằng Đức Phật ngài có nói này, cái căn hương, tâm hương và hương hoa, tức là ba thứ hương cao thượng, nhưng mà ba thứ hương ấy chỉ bay theo chiều gió chứ không có hương nào bay ngược gió. Không biết có cái loại hương nào mà nó bay xuôi chiều gió đều được. Ngày ngàn biến trước đầu mất công, thôi đi hỏi bậc đạo sư. Và thế là ngài Ananda đạo sư vừa bạch hỏi là à,
có ba chiều dọc. Hương của lõi nè, hương của là ba giống nó có cái thơm, hương của nó chỉ bay chứ không có bay hương, bay nghịch chiều dọn vườn có hay không à, có mà hương bù gặp xuôi gió ngược cả bệnh là hương, dầu gặp gió bay cả được. Ở đây nơi thôn quê có một nữ nhân hay một nam nhân đã quy Phật, quy Pháp, quy tránh xa sự sân, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu say, có giới đức, là người có thiện pháp, tâm đã dứt bỏ sự bổn sản, sự hồ, mà có tâm dứt bỏ đã thí quả thích trong tức là quả thích thường quan bổ thí thông cảm đến những người xin hoan hỷ chia sẻ vật thí đến những tất cả mọi người, thì từ nơi cái thôn quê hay thị thành đó cho đến các phương hướng, các vị sa môn, bà la môn hằng ca tụng rằng nơi cái chỗ quê hay thành thị nọ có một nữ một nam nhân ấy Phật Pháp quy y tăng biết trì giới, hoan hỷ chia sẻ bậc thí đến tất cả mọi người, chư thiên và nhân loại cũng hằng ca tụng rằng nơi chốn thôn quê hoặc nơi thành thị nọ có một nam nhân dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh nữa bạch ngài. Ngài có nghe được âm thanh con không? Xin ngài cho tín hiệu để con dâng mít đến ngài à. Dạ cảm ơn Vinh Văn Nhật Hà, cảm ơn Thiện Vũ. Rồi và đạo tràng hân hỷ cho trong giây lát nha. Và trong giây lát thì ngài sẽ trở vào, chắc có lẽ là mình nghe ổn hơn. Mến chào Như Quang, kính đại cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ con thấy ngài đã trở lại đạo tràng rồi, con kính dâng mít đến ngài à. Alo, 123 123. Con người thì bị xe này, cho máy thì bị xe kia, con người thì bị cái nạn chung của thế giới Covid. Còn cái máy này không bị Covid mà nó bị lên mạng thì mất mạng, mà lên net thì mất net, giang qua. Rồi nó bắt mạch đi, rồi cái nó nghe sức nhật quỳnh, cái tự nhiên giật mình luôn. Biết mình coi như mất mạng. Chưa có chết à, quý vị thấy đặc biệt cả mất mạng mà không chết, mà chỉ nghe sư Nhật Quỳnh nói cái là tỉnh lại liền rồi khi nãy nói tới cái trường hợp mà
bông hoa rễ cây loại cây có mùi hương bay theo chiều gió. Nhưng mà Đức Phật nói có một cái loại hương mà bay xuôi chiều gió, bay ngược chiều gió, bay lên trên, bay xuống thấp, nghe là bay tới bay lui, bay xuôi bay ngược, đó là một cái loại hương đặc biệt. Mà Đức Phật cho biết rằng cái loại hương này, ngài ví dụ ở một cái nơi thôn quê hẻo lánh, một cái nơi xa xôi, nơi biên địa, có một người nam hay có một người nữ đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất sai, là người có giới đức, là người có thiện pháp, tâm đã dứt bỏ sự bổn sản, sự nhiễm ô. Tuy còn ở tại gia mà tâm đã dứt bỏ xả thí, thỏa thích trong sự bố thí, không có nhiều bệnh, biết thông cảm đến người xin, khoan hỷ chia sẻ vật thí đến tất cả mọi người, thì từ nơi thôn quê hẻo lánh, nơi biên địa kia cho đến các phương hướng, các vị sa môn, các vị bà la môn hằng ca tụng. Nơi chỗ ấy, nơi xa xôi hẻo lánh đó, có một nữ nhân hoặc một nam nhân đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đã biết khoan hỷ chia sẻ vật thí đến tất cả mọi người, rồi chư thiên và nhân loại cũng ca tụng. Ồ, nơi cái chốn Kỷ Hô Cầu Giấy, nơi cái vùng quê hẻo lánh kia, có một nữ nhân, có một nam nhân đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là người có giới đức, khoan hỷ chia sẻ bậc bố thí đến cho mọi người. Thì này Ananda, đó là cái giống có hương, mà hương của nó bay xuôi theo chiều gió, bay ngược theo chiều gió, hay là xuôi lẫn ngược theo chiều gió. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên hai câu Phật ngôn 54 và 55. Thôi thì đọc câu 55 đi. Trần đa năng ta gác rằng qua vi úc ba lần a ta quát sĩ kỳ e tê sang gan tha cha ta năng si lá gan thô anuttaro hoa chiên đàn già la hoa sen hoa vũ quý. Giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Khi mà câu Phật ngôn 54-55 chấm dứt thì rất nhiều vị tỷ kheo ở đó chứng đạt thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Phật. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng đại đức ngài Anan đã muốn biết rằng hương ba ngược gió có cùng chăng, kiều tà tạm lánh nơi cô tịch, kẻ gót đi tìm đức vạn năng. Phật dạy hương sanh có thứ này, ngược chiều gió thổi chẳng ngừng bay, là hương giới đức cao vô tỷ, hương của trầm hoa chẳng sánh tại. Rồi như vậy là duyên sự câu Phật ngôn 54-55 chúng ta đã thông qua ha. Bây giờ quý vị có ý kiến thế nào? Trong câu Phật ngôn này, câu Phật ngôn 54 hữu sắc vô hương, bây giờ câu Phật ngôn này hữu hương và hữu sắc luôn, nhưng mà hương và sắc nói lên cái gì? Ở đây nói về cái giới hương, cái sự thơm của giới đức, chứ không phải là cái hình thức bên ngoài. Mà giới đức thì quý vị biết làm sao để mà tạo nên cái giới đức đó. Đức Phật cho biết nè, có niềm tin nơi Tam Bảo, quy Phật Pháp Tăng,
mà không phải quy y như vậy là đủ. Phải trì hành theo giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh, trong các dục, không nói dối, uống rượu và cái việc sai. Ngoài cái vấn đề giữ giới, còn phải thực hành thiện pháp, tức là việc bố thí, việc xả tài. Thì như vậy, khi tạo được nhiều thiện pháp như vậy thì chúng ta sẽ tạo nên giới thường. Rồi, xin mời quý vị, mấy gà nó kiếm chuyện rồi đó, nó tới giờ nó ăn, quý vị thông cảm. Rồi, nhường lại cho quý vị, để quý vị thảo luận tới ý kiến. Xin mời bàn tay xinh đẹp của Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Tỷ Đức, sư Pháp Trang, không biết còn sư nào hết, và các sư và các cô tu nữ và quý Phật tử. Trong câu này thì con thấy giới hương là quan trọng. Tại vì trong nhân gian con nghe hay thường trong Phật giáo Nam Truyền hay nói ngũ giới tắc trì, nhân thiên triệt lộ. Nghe hơi nhỏ hả? Oh my God. nghe lớn chưa vậy? Nghe đủ chưa? Quý vị nghe tôi rõ chưa? Nghe lớn chưa? Nghe đủ chưa? Vẫn còn nhỏ hả? Để coi. Vẫn còn nhỏ, để coi như thế nào. Để là quý vị nghe rõ chưa? Rõ rồi hả? Ok. trong nguyên cái phẩm này y cũ là sao? Nhỏ hả? Ok. Chờ chút nha, vẫn còn nhỏ hả? Để chỉnh nó lại, tại dùng lưu trúc đó. Đã ha, dạng lớn lên mà cũng còn nghe nhỏ. Quý vị còn nghe rõ không? Nghe lớn chưa? Nghe cũng được hả? Ok. Theo con nghĩ trong Phật giáo Nam Truyền á, thì luôn luôn con nghe cái câu ngũ giới bất trì, nhân thiên triệt lộ. Thì không cần giữ 8 giới, 10 giới hay cái gì, nhưng mà giữ được 5 giới toàn vẹn thì mình chết đi, mình không có đi vào 4 cái đường ác đạo như địa ngục, ngạ quỷ, Atula, xúc tàn sanh, thì được làm người hay được làm thiên tử, thiên nữ ở trên cảnh trời dục giới. Thì vấn đề giữ giới rất là quan trọng. Nhưng theo con thấy giữ giới không á, muốn giữ cho tròn vẹn cái giới đó không có dễ. Phải có trí tệ nữa. Có trí tệ mới giữ giới được. Như người ta nói mình lèo lách cái gì đó, có một lần con chở bà bạn đi lại một cái chùa bên Bắc Tông. Con hỏi bà chứ bà kia tôi chở phải là cái chùa Bắc Tông để làm gì vậy bà? Tại bà bạn của con nó không có biết chạy xe. Tại vì chỗ đó bán bánh đít bánh tét gì đó rất là ngon. Con cũng rồi con hỏi trong cái chùa đó có kinh sách gì không? Bà nói bà không biết. Nói bà làm Phật tử đó, bà lợi chùa đó, bà đi kiếm đồ ăn, bà ăn không à. Còn tôi á, lợi chùa, tôi điền chứ tôi tới làm sao, tôi có cái kinh sách gì không mà hay á, để tôi thỉnh bà thôi khác với tôi á. Cũng vậy đi. Ở chùa Bắc Tông thì chùa Bắc Tông nhỏ thôi. Mới hỏi trời ơi, trong chùa có bán cơm rượu với ta? Rồi sư trưởng đây là ai? Cái chi kìa? Chỉ ra ông đó, ông đang xào xào gì chỗ góc bếp vậy đó. Thì con nói ơi, thầy á thầy, sao mà trong chùa có bán cơm rượu vậy thầy? Thì ông sư đó, ông quay lại, ông nói chứ ăn ít nó không có sai, ăn nhiều nó mới sai, đâu có phạm giới đâu. Con nghe con mắc cười quá. Còn nói bà bạn con đó, bà mua xong chơi vậy. Phải là... Mà nói có bà
cái ông sư đó không có dạy cho mình cách giữ giới cho nó hoàn hảo, ổng còn lèo lách, ổng kêu mình lèo lách để phạm giới nữa. Nếu mà một người không có trí tuệ tin vào ông sư đó, ông thầy chùa đó, thì sẽ nghĩ rằng mình ăn ít thôi, mình ăn cơm rượu, nó cơm rượu mà nó phải rượu đâu, thì đâu có ăn, cũng như có người nói uống rượu nhiều á sai thì mới phạm giới, còn uống ít không có sai đâu phạm giới. Thật ra mấy người đó nói đâu có đúng đâu, cho dù nó ít hay nhiều nhưng có chất cồn trong đó, đó thì là có chất men rồi. Ban đầu uống ít thì không sao, uống nhiều thì nó sai, mà uống hoài thì nó quen tật đi. Thì con nghe có một vị sư nói rất là hay, các chất sai trong thiên hạ có bốn loại, gọi là tứ đổ tường: cờ bạc, uống rượu, mê gái, chị ke ma tí đó. Những coi thí dụ sư đó nói rằng thí dụ như uống rượu đi, có người cũng hút chị ke đi, hai thứ đó đi, nói chứ mày đừng có lo tao, tao biết, tao kiểm soát thằng tao, tao muốn dùng thử cho biết thôi, tao không thích là tao bỏ ra thôi. Nhưng họ nói như vậy đó, khi mà những cái loại chất này á, ban đầu nó là khách ở ngoài đường, mình mời nó vô thôi. Nhưng mình mời nó hoài á, riết á, thì nó sẽ thành chủ nhân của mình. Tại sao chủ nhân của mình quả đúng như vậy đó quý vị? Thì thấy những người ban đầu không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không biết hút thì ke, thì họ ban đầu họ ít thôi. Nhưng mà khi họ bắt đầu họ ghiền đó quý vị, họ không có những thứ này á, họ chịu không nổi. Ngay cả quý vị uống cà phê đi, quý vị mà sáng sáng mà không có uống cà phê là quý vị ngáp liền, ngáp tới ngáp lui, phải có uống cà phê. Tôi đi làm á, tôi không có thích uống cà phê, cái tim tôi nó yếu á, uống cà phê cái tim tôi đập loạn xạ, nó chắc cà phê nó hồi hộp lắm, tôi uống thức. Nước trà nhiều khi nó cũng đậm, nó cũng làm tôi uống rất lạnh thôi. Nhưng mà tôi thấy những người làm việc trong tối cà phê á, uống hết cái này, tại trong sở đó cà phê được free, nó để sẵn nó uống thôi, tôi không bao giờ uống hết. Rồi tôi có một ông rể, ông nhậu đến nỗi bây giờ ông lớn tuổi rồi, mà khi mà vợ ông lấy mấy chai bia dục đi hết á, ông khó chịu lắm. Mà nếu ông không có cái tay ông run hết rồi quý vị. Còn đối với những người mà mê cờ bạc đó, không có tiền có 50 đồng cũng chạy lên sòng bài quýnh nữa, nó giống một cái ma lực, nó dẫn đi vậy đó. Có tiền rồi không có tiền thua bạc hết, vợ bỏ rồi đi lừa gạt những người quen của mình á, giá bộ mượn 500, hồi lúc còn mượn nhiều, sau á mượn ít, sau người ta biết người ta không cho mượn cách nào hết. Những người mà nghiện xì ke đó quý vị, dễ sợ lắm, nó có thể giết người khi mà nó lên cơn á. Nó miễn sao nó có tiền để nó mua, nó có cái thứ thuốc đó thì nó uống để cho ác. Thì sư đó nói rất là đúng, ban đầu nó chỉ khách thôi, mình chơi vui thôi, nhưng mà khi dùng hoài á, quý vị nghiện vô rồi á, từ bỏ nó rất là khó. Nhất là tôi thấy những cái YouTube mà những người mà đi cai nghiện thì ke với rượu rất là đau khổ. Họ phải dằn vặt đó, nhưng một thời gian sau khi mà họ xong á, họ về đó, nếu mà họ gần gũi với người bạn mà cũng uống rượu, uống hút xì ke đó, thì họ cũng trở lại. Vấn đề là cái tâm của mình có vững không, cái ý chí mình có muốn rời bỏ không thì mới đúng. Thì đối với hương đó, giới hương là quan, trong câu trong nguyên cái bài này Đức Phật nói gì, giới hạnh, hương của giới hạnh, giữ giới rất khó quý vị. Cả năm ít nhất là tôi không nghĩ, tôi không ít khi nào tôi thọ tám giới lắm. Khi mà đi giới vô mấy cái khóa thiền á, thì người ta chỉ cho ăn hai bữa thôi, buổi sáng với buổi trưa thôi, không ăn buổi chiều, rồi ngồi hành thiền liên tục vậy đó. Thì tôi mới giữ tám giới, không ăn buổi trưa. Nhưng mà đối với tôi chỉ giữ năm giới thôi, mà tôi thấy rất là khó. Có nhiều người nói chứ giới nói dối khó hơn, tại vì tôi buôn bán ấy. Người nói giới sắc xanh cũng khó nữa. Đối với quý vị ở bây giờ đó, thì tất cả thịt thà, thịt gà, thịt heo, thịt gì, thịt cá gì đó, thì nó đã làm sẵn rồi, quý vị không có sát sanh, quý vị tốt như vậy. Nhưng ngày xưa tôi thấy má tôi với chị tôi đi chợ á, thì thường hay mua cá với gà sống á, thì về cắt cổ làm vậy. Thời nhỏ tôi á, không có thích dùng ở đó, tôi thấy cắt thì ghê lắm.
mà tôi không thích làm, mà tôi cũng không thích vô bếp nấu nữa, thấy lăn xăng trong đó phiền quá, cắt rồi nem ném nỉ cũng chút phiền chắc đi thôi đó, không có thích. Tôi cứ dòm đó, tôi thấy nó cắt cỏ thì thấy nó tôi sợ mà tôi không có làm, ít làm lắm. Có nhiều khi ở dưới quê á, lên cho gà vịt đó, tôi thấy mấy con gà cột lắm mà tôi thấy nó tỉnh bơ rồi, nó trời ơi một hồi mày á, mày bị cắt cổ mày chết rồi mày cũng biết nữa. Nhưng thấy ở ngoài nắng á, tôi lấy nước tôi lấy gạo cho nó ăn, nó cũng ăn uống bình thường vậy. Thì tôi thấy khi mà mình bị chết đầu thai về kiếp xuất vật mình đâu có biết đâu. Thì tôi thấy cả năm giới đó, giới nào cũng khó giữ hết, không có giới nào mà dễ giữ hết, cả năm giới đều khó giữ hết. Mà muốn giữ giới cho trọn vẹn phải có trí tuệ, không có trí tuệ dễ bị người ta lung lạc lắm, nói này nói kia. Nhung sư đó, ông ở trong chùa mà cũng nói chơi trời ăn cơm rượu mà đâu có sai đâu, ăn ít mà ăn nhiều mới sợ, mô Phật. Thì quý vị thấy không, nếu quý vị không có trí tuệ bị ông sư nói vậy, quý vị tin chắc là ông sư nói đúng đó, mình ăn cơm rượu mà đâu có sao đâu, ăn chút thì đâu có sao. Nhưng thật ra trong đó là có cái men rồi, men rượu rồi. Nếu mình muốn giữ giới, mình lấy tâm những giới mình nó không có chắc men mà dứt khoát là không có dùng, thì mình không có dùng. Giới sắc xâm, giới tà dâm, giới gì cũng vậy á, mình cứ coi cái tâm của mình, cái tâm mình không giữ, mình không có giữ được đâu quý vị, cho dù cách nào thì cũng vậy. Mình có những cái biện luận, biện hộ, ngụy biện, gọi là ngụy biện đó, vì sự sống, vì cơm ăn áo mặc gạo cơm tiền con cái lum, có nhiều thứ đó. Nhưng tối lại thì những người có hành học về Phật pháp thì mình phải so sánh. Mình mà có nhiều khi mình không biết phải chọn lựa nào, mình phải so sánh, mình chọn lựa cái nào ít bị như là bị hại nhiều hơn á, cái tội lỗi ít hơn á, thì mình chọn cái đó thôi. Chứ nếu không chọn thì khó lắm, một là mình chết thôi, mình chịu chết vậy thôi. Thì trong cái giới thì Đức Phật có một lần có một người, một vị nào hỏi, nếu một người biết cái tội đó, biết cái sự việc của mình làm á mà vẫn phạm, so với một người không biết cái việc mình làm á, nó là phạm giới, thì hai người, một người biết rõ cái chuyện phạm giới đó là tội như thế nào, còn một người không biết mà phạm, thì giữa hai người đó, thì cái người không biết với người biết, thì cái người nào khi mà họ cùng làm một việc đó, thì cái người nào bị tội ít, bị tội ít hơn, bị tội nhiều hơn chẳng hạn vậy. Đối với luật pháp ở bên ngoài đó, luật pháp ở Mỹ cũng vậy, cái người mà không biết đó, thì tội ít hơn, còn cái người biết phạm tội thì tội nhiều hơn. Chẳng hạn như mấy đứa mà dưới 18 tuổi nó phạm tội gì đó thì nó sẽ không bị ghi trong đó nhiều, nó không bị ghi trong cái history, cái lịch sử của cuộc đời nó được tha, nó được xóa cái đó. Nhưng trên 18 tuổi thì bị. Nhưng đối với luật pháp của Đức Phật nói, cái người mà biết cái việc đó làm thì lại tội mà vẫn làm thì ít bị cái tội hơn là cái người không biết mà làm. Thì ban đầu tôi rất ngạc nhiên, tôi hỏi tại sao vậy, tôi ngồi trong lòng tôi hỏi ủa sao kỳ. Thì đọc xuống thì Đức Phật giải thích như vậy, tại vì họ biết cái điều đó là phạm giới thì họ biết cái chuyện đó họ làm, thì họ làm trong cái họ biết, họ lựa cái chọn lựa cái nào mà cái tội ít hơn, cái tội nó nặng hơn thì họ làm. Thì họ biết làm họ có tội nhưng họ vẫn làm, vì bắt buộc một cái điều gì đó họ thử được, họ không làm được họ làm. Thì cái người đó họ biết cái giới hạn, cái biết cái sự mà cái tác hại của nó, họ biết họ làm thì họ ít tội hơn so với cái người mà không biết. Chẳng hạn một cái người mà vô tâm, họ chỉ đốt một cái đấm lửa gần thôi, họ đi cắm trại, nhưng mà trước khi họ đi họ không chịu dập tắt cái đấm lửa đó cho nó dập hết, họ lấy nước họ tưới hay là họ cán ra cho hết, cho cái cho nó hết đi thì họ mới đi, thì họ không có gây ra quả lại. Còn cái người mà không vô tâm vô ý họ để đó thì lá bay hay cái gì bay rồi từ một đấm lửa nhỏ nó sẽ làm cháy cả một khu rừng. Còn một điều nữa, có nhiều người đọc rất ít những cái chai lọ chai bia mà họ đem đi uống đó, mà họ không có đem đi, họ giấu, họ đào đất, họ chôn, họ cứ dục đó. Thì ánh sáng mặt trời lúc mà mùa hè nó nóng đó, nó phản chiếu vô cái những cái chai lọ đó, rồi chai lọ nó phản chiếu lại
cái tia sáng nó nóng nó phản chiếu lại, cũng như học về physics đó, vật lý đó, thì gặp lúc mà lá cây mà nó khô nó chiếu nặng qua đó thì cái lá cây nó sẽ bị cháy, một cái cây đó bị cháy nguyên khu rừng có thể bị cháy luôn rồi đó. Thì cái việc vô tâm đó thành ra những người bị cắm trại hay ly gì, người ta khuyên là những chai lọ họ uống xong rồi họ nên gom một chỗ, họ đem đi về hay họ để một chỗ nào mà không chôn đó làm sao, chứ đừng có dục lung tung. Cái đó cũng là một việc đó. Nếu có người mà không vô tâm vô ý, không có trí tuệ, không có một cái kiến thức về đó, họ làm, họ dung giải bậy bạ vậy, những gì mà họ không biết thì họ sẽ gây ra cái tội nặng hơn, gây cái tác hại của nó rộng lớn hơn. Âm thanh không ổn định. Ai có phước mới giữ được giới? Phước hay không phước, tôi không biết cái điều đó như thế nào. Nhưng tôi nghĩ rằng cái trí tệ thì nó đúng hơn đó quý vị. Có cái sự phán xét, có cái nhận thức, có sự hiểu biết thì giữ giới nó vẫn vững hơn. Nhất là cái tâm của mình, từ cho cái tâm của mình, cho cái sự hiểu biết của mình. Lúc nào mình cũng quan sát cái tâm, cái việc làm của mình, ý nghĩ của mình. Mình làm việc đó, mình nói việc đó có đúng không? Làm việc đó có hợp lý không? Có thích hợp không? Có cần thiết phải làm hay là không cần thiết? Thì mình lúc nào cũng đặt câu hỏi những việc làm, những suy nghĩ của mình thì mình sẽ vững hơn. Với lại nếu mà hiểu về thâm sâu về Phật Pháp, những cái luật lệ trong Phật Pháp thì nó giúp ích mình rất nhiều. Cũng như quý vị hiểu về luật lệ, một luật sư người ta học nhiều về luật lệ, người ta sẽ biết rành nhiều hơn những người không biết. Thành ra những người thường không biết luật lệ họ gặp chuyện, họ lúc nào cũng phải nhờ sự cố gắng của các vị luật sư. Trong đạo Phật cũng vậy, trong cái cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Có những người nói ôi cho đâu cần đi chùa đó, đừng học cái gì, tôi ăn hiền ở lành là được rồi. Nhưng trong sự ăn hiền ở lành của họ, họ không hiểu luật lệ, những cái chi cần, những chi thiện, chi phải làm đúng, họ phải làm như thế nào họ không biết làm. Giống như một người họ đâu bao giờ giết người hay làm gì, nhưng mà họ làm nghề nhà hàng ở Việt Nam đó, họ phải giết gà, giết vịt, giết cá lum á. Thì mỗi ngày họ làm như vậy, họ đã sát sanh rồi. Mà họ không biết, họ cứ nói họ đâu có giết người đâu. Chỉ có giết người mới là phạm tội, chỉ mới đánh đập người ta mới phạm tội. Nhưng tất cả những con vật đó, dưới trần mắt của cái luật lệ của vũ trụ này, nhớ đều có cái nguyên nhân của nó, phạm tội đó, nó cũng phải gây đó thôi. Khi mà học Phật Pháp rồi, thì người ta sẽ chấm đi những việc đó. Thì nó vẫn tốt hơn những người mà không có học giáo lý của Đức Phật, mà không hiểu sắc sanh có năm chi, nói dối có mấy chi, chẳng hạn như vậy, tà dâm có mấy chi, họ không biết những cái chi đó cần thiết như thế nào, thì họ rất là dễ dàng phạm giới. Thì vấn đề họ ngũ giới, mặc dù có năm giới không, tùy cũng giữ, thấy cũng chặt vật dữ lắm, cũng khó khăn lắm. Nhưng mà nếu mà giữ được thì rất là hoan hỷ, không giữ được thì cũng cố gắng ráng là mà giữ được, chứ không dễ đâu. Chứ trong hai câu này, câu 54, câu pháp cú 54, 55, cũng như nguyên cái phẩm này là phẩm hương đó, bổng bông qua đó, thì Đức Phật nói về giới hạnh của người giữ giới là quan trọng nhất. Tại vì giữ giới xong, giới định tệ trong cái tam lậu học của Đức Phật, như là có giới thì có định cái tuệ. Thì vấn đề giới cũng là một cái căn bản để chúng ta kiềm hãm được cái luật căn của ta, để nó khi chạm chán với luật căn, tức là mắt, mũi, tai, miệng, và thân sát ý niệm chúng ta khi cảm cảnh ở ngoài đời, tất kinh khí vị xuất phát đó, chúng ta kiểm soát, đừng có chệ để cho nó đi quan tàn lung tung theo những cái ý thích nhiều đời nhiều kiếp ở trong tiền kiếp chúng ta, để mà ngăn chặn nó lại, thu thúc nó lại, nó vẫn tốt hơn là chúng ta không biết. Thì cái giữ giới đó cũng là một cái bước đầu tiên rất khó khăn để chúng ta kiểm soát cái tâm, cái ý nghĩ, những cái lời nói, những hành động, nhất là những ý nghĩ của chúng ta, để chúng ta kiểm soát, để giảm bớt từ từ, để đi tới cho cái tâm nó được ổn định hơn, thì chúng ta sẽ tiến dần hơn. Và ngoài đó, những hàng ngày chúng ta học tập về giáo lý của Đức Phật, nghiền ngẫm cái đó, rồi thực hành những giáo lý đó, thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ tiến, tuy nó chậm chạp nhưng nó vẫn tiến đều đặn, thì nó vẫn tốt hơn là những người không cần khi nào gần chết phải làm,
hay là những người đó, ôi khi nào tao rảnh tao mới làm. Đó những lời Đức Phật gọi cho đó là dễ vui, tức là không có để ý, không có khe. Người ta thường nói kiến tha lâu đầy tổ, một ngày một chút, một chút, một chút, đó vẫn tốt hơn là mình đợi tới nước mà rồi mình đi nước rút thì rất khó khăn đó. Mình tại vì thứ nhất là cuộc đời thì vô thường vô ngã, chúng ta đâu biết khi nào chúng ta chết, chúng ta đâu biết khi nào chúng ta bệnh đâu. Những cái gì nó bất chắc không ai biết được hết. Thì những gì mình làm được ngày hôm nay cứ là không cần biết như gì, cứ cố gắng làm hết cái sức của mình rồi ngày mai tính tới vậy thôi. Dạ thưa sư, con nói cũng gần hết rồi đó. Còn tôi thấy bữa nay sư mệt, sư lè nhà con gái nhưng nảy lên con nói giờ còn mấy phút nữa. Con xin trả máy lại nhường cho sư nói hay người khác nói. Sư đừng có la con nghe sư. Bà về chị, con nói con quên, giờ con mới dòng đồng hồ con cũng thấy. Dạ xin xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe. Nếu có gì sai sót hay cái gì quý vị cho tôi biết, xin sám hối và xin trả máy lại, và chúc các sư, các cô tư nữ như quý vị được một bữa ăn vui ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cực kim đã chia sẻ. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con không biết Ngài trở lại máy chưa. Nếu Ngài trở lại máy, Ngài cho con xin một tín hiệu để kết thúc buổi học ngày hôm nay, bạch Ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, vậy là Ngài không có, chưa có trở lại máy rồi. Dạ, con xin phép được kết thúc buổi học ngày hôm nay ạ. Nam Mô Bích Thai giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào rung giảng dạy và chứng minh cho chúng con được học câu pháp cú 55 để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài. Dạ, chúng con cũng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã học câu pháp cú 55 ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý Ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên 10 triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời đế thích cùng tứ đại tiên.